xem học sinh, sinh viên là trung tâm, giáo dục sáng tạo giá trị hay vì trẻ em là những cốt lõi của triết lý giáo dục mà hai nhà giáo dục Dewey và Makiuchi đã đưa ra. John Dewey, 1859-1952, người đã khai sinh ra giáo dục thực nghiệm, triết học của Dewey còn được gọi là chủ nghĩa thực nghiệm, tập trung chủ yếu vào trải nghiệm của con người. Tsune Saburo Makiuchi, 1871-1944, chủ tịch đầu tiên của phong trào Soka Gakkai, một nhà giáo dục lỗi lạc của Nhật Bản. Lý thuyết giáo dục sáng tạo, giáo dục Soka của ông vẫn có giá trị thiết thực với nền giáo dục hiện nay. Cốt lõi của triết lý giáo dục tuyệt vời mà hai nhà giáo dục Dewey và Magikuchi được ba tác giả Jim Garrison, Larry Hickman và Daisaku Ikeda bàn luận và làm rõ trong cuốn sách Cách dạy, cách học, cách sống trong thế kỷ 21, thông số cuốn sách. Khổ sách 16x24cm, độ dày 347 trang. Cuốn sách gồm 4 chương, 20 phần là cuộc đối thoại cởi mở của ba học giả Garrison, Hickman và Ikeda đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của giáo dục hiện đại như sứ mạng của giáo dục là vì kinh tế hay vì trẻ em, vấn đề bữa ăn trong trường học, nạn bắt nạt trong trường học, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong xã hội và sự cần thiết phải thay đổi cơ bản từ khái niệm giáo dục vì lợi ích của xã hội sang khái niệm xã hội vì lợi ích của giáo dục. Những điểm chung giữa Dewey và Makiuchi chẳng hạn như hạnh phúc là mục đích của giáo dục, quan điểm về giáo dục và giá trị của hạnh phúc với con trẻ, cũng như vai trò của phụ nữ, sự cân bằng giữa công việc và học tập, mối quan hệ giữa tuổi thơ và giáo dục ở trường và ở nhà đều được nhóm tác giả giải thích cụ thể. Cuốn sách sẽ là một tài liệu bổ ích cho nhà trường, gia đình và xã hội để cùng nhìn nhận về việc đổi mới và cải cách nền giáo dục tương lai.